thời Mãn Thanh, Quảng Đông có Trần Mộng Cát được xưng là vua mưu lược, là tên lưu manh vô lại, lấy chuyện mỉa mai người khác làm chú vui, trêu chọc người khác làm tự hào. Kẻ thù nhiều vô số kể. Hôm đó, kẻ thù của Trần Mộng Cát là ban chủ cái bang Hùng Thập Bát, dưới sự xúi dục của các đệ tử cái bang, quyết định tìm Trần Mộng Cát tính sổ. Còn lý do hai người tại sao kết bạn, đầu đuôi thế nào thì thực sự không biết lý do. Đánh ra, đánh ra, đánh ra, đánh ra. Làm gì vậy? Đánh ra, đánh ra, đánh ra đây, đánh ra đây. Cái tên khốn Trần Mộng Cát, hôm nay ta quyết một trận sinh tử với ngươi. Tiêu rồi sư phụ, sư phụ ơi, tiêu rồi, lần này tiêu thiệt rồi sư phụ. Sư phụ, sư phụ à, sư phụ, sư phụ. Quan à, đang đợi con đó. Đại hùng, đại hùng, đơn lẻ, đơn lẻ, đại hùng, đại hùng, chạm đất, đại hùng, đại hùng, quay vòng vòng vòng. Đại hùng, cút xéo đi. Sư phụ à, sư phụ. Cái bang Hùng Thập Bát tới tìm thầy tính sổ á. Vậy sao? À, chắc chắn sư phụ đã tìm ra cách giải quyết. Chưa nghĩ ra cách, chỉ bởi vì nhìn thấy mặt của con thấy ghét quá nên mới đá một cái thôi. Nè, đừng để tao nhìn thấy nữa, mất công tao lại chịu không nổi đá con thêm một cái đó. À, suy nghĩ của sư phụ đúng là khác biệt, như con thuyền đi ngược dòng nước vậy, không hổ danh là vua mưu lược. Đừng có tối ngày khen ta là vua mưu lược, áp lực lớn lắm đó anh hai. Dạ thầy. Trần Mộng Cát, mau cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây, đây. Mau lên, mau cút ra đây, cút ra đây, mau lên. Có phải là biết ba nuôi tới tìm ngươi cho nên không dám ra ngoài không? Ngươi sợ mùi hương cái bang ha? Còn không bước ra, ta sẽ đào mộ tổ tông của nhà ngươi lên. Trần Mộng Cát, à, ra đây, ra đây. Ai à, ban chủ, trên cục đá có ghi chữ. Việc kỳ quái gì vậy? Đến tìm vui lòng gõ cửa. Hả? Chơi thời gian với ta hả? Ban chủ không sao chứ? Có sao Trần Mộng Cát, ngươi nghe đi. Ta đếm 3 tiếng ngày hãy bước ra đầu hàng. Nếu không, bọn ta nhất định sẽ xông vào trong đó đó. Xem ra họ không phải giỡn chơi đâu. Vụ này giờ phải làm sao đây? Sư phụ, họ đang chơi lửa phía sau đó. Đâu có gì lạ, lúc nãy chúng ta cũng mới chơi xong mà. Một. Chết rồi, chết rồi. Hai. Hai rưỡi. Ba. Đừng có ép ta, nếu không ta sẽ giết con tin. Cứu ta, Hùng đại ca, Hùng đại ca. Được lắm, hất nước bẩn lên người họ. Ê hả? À. À, trời ơi, có ba trúng tà rồi. Đến cửa kính cũng chưa từng nhìn thấy, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sư phụ, thì ra lần trước người mua cái này ở đất là có tác dụng vậy. Làm gì bịt mũi hết vậy? Bộ ban chủ các ngươi bây giờ hôi lắm hả? Ngươi không ngờ chứ gì, tới ông trời cũng giúp ta, trời mưa giúp ta rửa người. Mưa lớn rồi đi. Quân, bên này nè. À, ăn mày đúng là ăn mày, không chỉ có dũng không có mưu, nói vài câu đó cầm dao cầm súng. Bây giờ cho các người uống nước tiểu cũng là nể mặt quân lắm rồi. Nữa hả? Ta sẽ dội thẳng vào mặt quân đó. Bá chủ, bá chủ, mình ta đi ngoài rồi. Ta cũng sắp sửa không chịu nổi rồi. Mau lên. Đi giúp ta với, đừng có đi mà. À.
uống xong nước tiểu của pha thuốc sổ của chúng ta không tiêu chảy chết mới là lạ. Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Bác chủ, dùng cái này có xả tâm linh không? Người chọn dùng ngón tay hay vàng mã? Các người có cảm thấy ở nơi sâu thẳm nhất của hậu môn ngứa ngáy khó chịu giống như bị kim đâm, bị sâu cắn hay không hả? Lại bị Trần Mộng Cát hại rồi. Ây à! Không cần sợ, không phải phân, chỉ là tờ giấy thôi. Thằng khốn nạn Hùng Thập Bát, trước đó vàng mã dùng để chùi rửa hậu môn toàn bộ đã được tẩm loại độc dược dầu kiến cắn dạng độc mạnh nhất của Tứ Xuyên. Khi lên cơn ngứa hoặc là không gãi, một khi đã gãi thì không thể ngừng lại được, cho đến khi rạn nứt hậu môn, máu chảy thành sông thì mới thôi. Tại sao người đọc thư cái miệng không cử động vậy nhưng mà có tiếng? Giọng nói đó không phải của người à? Bởi vì có Trần Mộng Cát ta lòng tiếng. Thế nào á, con ngứa không? Wow, có mũi kìa. Ý, ngứa quá à. Không gãi sao được chứ. Hey, chuẩn bị 1, 2, 3, 4. Ngứa quá đi. La 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 la. Mau lấy thuốc này bôi vô đi. Hey, mau lấy thuốc bôi vô đi nè. Cảm ơn. Đừng có sao. Trần Mộng Cát, ta nhận thua. Đưa thuốc giải cho bọn ta đi. Được, do thời gian có hạn, ta đã gọi Lý công tử đến đi làm chứng. Hãy gọi ta một tiếng lạnh nuôi trước đi hả? Anh Lý công tử trong lúc bận rộn cũng kiếm thời gian tới giúp đỡ, đúng là hiếm có. Ai cứu Quỳnh con gái chứ? Ta đối xử với Quỳnh quá tốt đúng không? Nè, mau lên đi. Ta thà chặt đi một tay của con để bắt mặt trước ngươi. Công hổ danh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Quỳnh mà gọi ta lãnh nuôi ta không quan tâm đâu quá à. Có, do vấn đề thời gian bọn ta đã chuẩn bị sẵn, xin mời các vị dùng. Ngân lượng này dùng để bịt lại hậu môn, ngón tay không thể đưa vào thì ngươi không thể gãi ngứa. Tốt, hắn không cần suy nghĩ liền nhét vào. Không hổ là người đàn ông hoài phong lẫm liệt, làm tốt lắm. Quan có nè, sư phụ chỉ nói giỡn với ngươi mà thôi. Số ngân lượng này á là dùng để mua 2 xuyên bối, 3 phục đĩa, 4 cây hạ cô thảo, 4 chén sắt thành một muỗng. Sau đó nhét vào hậu môn tự nhiên sẽ khỏi thôi à. Sau 7 ngày sẽ hết ngứa ngay. Còn có tác dụng dưỡng da hậu môn nữa. Bác ngân lượng. Hồng Quynh, mời đứng dậy. Trần mẫu ta kính trọng Quynh là một người đàn ông đáng được tôn trọng. Quan gia nên giải không nên kết. Giờ đây Hồng Kông, Cửu Long, Tân Giới đều rơi vào tay của người Tây, đúng là đất nước lâm nguy. Chúng ta nên dứt bỏ ân oán cá nhân, kết nghĩa anh em, đoàn kết đẩy lùi ngoại xâm. Bây giờ ta tự nhận là em nuôi, tự uống cạn một ly. Nè, ngươi đừng có mơ, ta hận ngươi cả đời, nhưng mà ta cũng phục ngươi. Em trai nuôi, đi thôi. Đi, đi thôi, đi. Quan à. Dạ, sư phụ. Làm người phải khoan dung độ lượng, con đã học được chưa? Học được rồi sư phụ. Wow, thắng một trận đẹp như vậy còn nói lời mỉa mai nữa. Ta phục huynh thiệt đó nha. Phục thì mời ta đi khiêu vũ đi. Lại là ta hả? Nè, bộ khỏi mời hả? Phải mời chứ. Đi thôi. À, vô mua lượt à, khoan đã, để ta đố huynh. Mèo đen có màu đen, mèo trắng có màu trắng, vì mèo đỏ có màu gì? Wow, làm sao mà đoán đi? Rất nhiều người tưởng mèo đỏ có màu đỏ, thật ra là gấu mèo có màu trắng đen đó. Đố rồi tiếp. 1.1 gạch dài. Bên tường đặt một cây súng, cục gỗ đối cục gỗ. Công công thiếu đi một miếng thịt, đó là cái chữ gì? Chờ chỗ cho tôi ăn miếng cháo được không? Đó không là chứ gì. Đáp án chính là chữ tiếng Trung. Lợi hại quá. Đó là chữ tiếng Anh đó. Đúng rồi. Hay lắm. Lâu lắm mới vui như vậy. Hay là huynh nói một mưu kế tuyệt thế cho mọi người nghe đi. Không có kế. Ta chỉ dựa vào cái miệng để kiếm ăn thôi mà.
ăn đi ăn đi. Ha, quên được đó. Đó. Mua lượng mà bị giáo dùng đi. Không có không có, nếu thật sự có kế thì ta không cần phải ngồi đây trắng dốc nữa. Ngồi đi đi. Mời mời mời. Ngồi chút đi. Nói đi chứ. Nói đi. Thì là vô mua lượng mà. Gì vậy? Người ta nói chào bông cát võ tinh toán chi ly hiện thực tham tiền. Đúng là rất hiện thực đó. Không thấy tiền cũng không chịu mở miệng nói diệu kế. Ba người bọn ta giàu có đẹp trai là chuyện ai cũng biết hết. Thì là vô cùng đẹp trai. Thì đó, bọn ta đẹp trai oai phong, mở cái tửu lầu lại không có ai tới ủng hộ, nên mới mời Trần Quỳnh tới giúp chúng tôi suy nghĩ kế sách để thu hút khách hàng. Bây giờ chúng ta đang uống rượu trò chuyện, đừng có nghiêm túc nói đến diệu kế gì nữa. Đúng là rất có tính cách, nói tới tiền thì mất tình cảm. Nhưng mà vậy Trần Quỳnh, huynh đệ bọn ta và ngươi không hề có tình cảm gì hết. Nói tiền trực tiếp hơn. Quỳnh đúng thật là thông minh. Vậy đi, hãy thay hết mấy cô nương đi, thay một số giống con người hơn là điều nên làm trước tiên. Đã đổi mấy lần rồi đó. Lần này là đẹp nhất rồi đó, Quỳnh cũng nhìn thấy mà. Trần Quỳnh là mưu lược của Quỳnh tệ vậy, hay là Quỳnh đổi tên vua tồi tệ đi. Vua tồi tệ. Xem ra các vị cũng là người có yêu cầu. À, vậy đi, vậy đi. Wow. Ôi trời ơi, nhìn kìa, từ trên đó rớt xuống đó. Té từ trên trển xuống đó. Ôi trời, việc kinh doanh lúc là tốt hơn nhiều nha. Chúng ta phải thuê thêm người để tiếp đón khách hàng rồi. Con người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ đó. Ba người các vị nhất định phải ghi nhớ, mỗi ngày 3 ca đúng giờ thay phiên nhau nhảy lầu, thu hút sự chú ý của khách hàng. Tiền tài tất nhiên cũng sẽ ung ung kéo tới. Nhưng mà nhảy xuống thì lầu 3 nguy hiểm lắm đó. Vì cuộc sống lầu 7 cũng phải nhảy thôi. Vậy cũng phải, vậy cũng phải. Còn ngân lượng cứ giao tới nhà của ta. À, đỡ, đỡ, đỡ. Quang à, Quang. Quang à. Coi kìa. Coi đi, coi đi. Gì vậy? Tránh ra đi, đừng làm phiền. Ồ, oh, hay, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Tôi muốn tạo cảm nữa, cái đồ tốt không kêu ta tới. Cô này đẹp lắm đó. Đẹp lắm, đẹp lắm. Cảm ơn. Cảm ơn. Sư phụ, cổ nhìn con cười kìa. Cô sai rồi, cô ấy nhìn thầy cười. Không phải, cổ nhìn con cười thiệt mà sư phụ. Bát tài 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Mở 10 Mở 10 Mở tới con. Có phải là người sư môn của ta không? Mở. Uống. Trần Mộng Cát ta dùng nhân cách bảo đảm tuyệt đối không có chuyện này. Đi thôi. Đúng vậy. Khoan đi đã. Tiểu thư, bắt cướp phải tại trận, bắt gian phải tại giường. Không bằng không chứng, cô không thể nói lung tung. Đi thôi. Sư phụ, vì để cô ấy có đường lui, hay là con nhận đại đi. Phải đó, người ta sợ mong của cô, bây giờ cô sợ lại cho quà đi. Ê, vậy là có lời nha. Đê tiện, đê tiện, đê tiện, đê tiện. Phương đường kính. Trần Mộng Cát, hai sĩ đồ các người, đường đường là nam tử hán, mà ngang nhiên trêu ghẹo phụ nữ yếu ớt. Không chỉ ăn dụng không chùa mép, mà còn chơi trò bẩn thỉu như vậy nữa. Thiên lý tuần hoàn, lý lẽ nằm ở đâu chứ hả? Cái thằng khốn này kể từ khi lần trước đánh bài bị thầy Triệt đường ù bài thì luôn ôm hận trong lòng, suốt ngày tìm cơ hội để trả thù. Thì ra chính là hắn đó hả? Cô nương, cho hỏi xưng hô như thế nào? Tiểu nữ Thủy Liên Hoa. Hôm nay phương đường kính ta sẽ thay cô nương vì dân trừ hại. Lão huynh, hay là chúng ta ngồi xuống. Đừng cần nói nữa, đưa La Thiến ra đây cho ta. Thần Khuyển La Thiến. Thần Khuyển La Thiến đã trải qua huấn luyện kiểu địa ngục đầy nghiêm khắc, chỉ dựa vào một sợi lông tơ đuổi theo ta tới chân trời góc bể. Nó không bắt được vi phạm sẽ không chịu từ bỏ. Bây giờ thử nghiệm một lần. Tấn công. Thủy cô nương đừng có sợ, để La Thiến ngửa mông cô một chút thôi. Bình tĩnh nha, ha. À. Sư phụ à, hay là con về nhà gọi người tới, thầy ở đây cầm cự đi ha. Chẳng lẽ ta sợ sao? Nhào vô. Tấn công. La Thiến ngoan nghe ngoan, thì ra là người thích ăn bánh bao xá xíu. Tiêu rồi.
Trời ơi. Thì ra là dưỡng cấp vừa la làng, kẻ sợ mong người ta chính là Phương Đường Kính đó. Hay, đúng là làm rõ chân tướng rồi ha. Hắn cũng không ngờ thần khuyển dưới sự huấn luyện của hắn lỡ thời khắc mang tính quyết định, bị chính khí của ta làm cảm động mà lương tâm phát hiện, quay ngược đầu chó đại nghĩa diệt thân. La Thiến không hổ là thần khuyển trong các thần khuyển, chúng ta hãy cùng hoan hô nó nào. La Thiến giỏi, La Thiến giỏi, giỏi La Thiến, giỏi La Thiến. Trung Quốc xuất hiện một con chó tốt tên là La Thiến. Trung Quốc xuất hiện một con chó tốt tên là La Thiến. Tiểu thư có phải có lời nào muốn nói với tôi không? Sinh nữ đã trách lầm trạng sư Trần nổi tiếng, ta đúng là có mắt không trồng. Sinh nữ đã bị tinh cúm kia lường gạt. Nói vậy là cô thiếu nợ tôi một ân tình rồi. Ta mong sẽ có cơ hội để báo đáp. Đây là đệ tử của ta, cậu Quang. Hoàng ca, cậu ấy yêu cô lắm. Sư phụ người thấy ghét quá à. Nhưng mà cô không cần yêu cậu ấy đâu. Vậy đi, ngày mai 3 giờ chiều hãy đến hàng xá của ta để bàn bạc về chuyện trả ơn. Vậy cô có ý kiến gì không? Ngày mai ta sẽ đến đúng giờ. Biến Biến. Thiếu gia, tìm thấy rồi. À, tìm thấy rồi. Ôi thưa cha, cậu xin ngài phù hộ Như Hoa và Niệm Tây sống tốt trên thiên đường. Ngài nhất định phải giúp ta. Thiếu gia, trên thông phòng hai, ở đây có chúng tôi xử lý là được rồi. Cậu Trung, hai quan xác định danh tính. Có thể nhìn thấy khuôn mặt. Con lật người Niệm Tây lại, cởi quần của nó ra. Con nhìn thấy cái gì? Cái mông. Trên mông có cái gì? Có một cái thi ban hình tam giác. Là vết mất. Đúng vậy, nó chính là em trai Niệm Tây của con. Niệm Tây bị bà bán đi Quảng Tây đã 20 năm rồi. Nếu như còn sống trên đời, bà có nhận ra không? Con người mà trải qua cực khổ là một kiểu mặt, vui vẻ hạnh phúc lại là một kiểu mặt khác. Khuôn mặt thành ra thế nào, ta không dám đảm bảo. Vậy còn đặc điểm nào không? Lúc đó bên cạnh cậu ta còn có một sợi dây chuyền bằng ngọc rất tinh xảo. Trên mặt của viên ngọc có một cánh cửa nhỏ. Trên cửa có khắc chữ Tây trong bá tước Hà Tây các ông. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Đợi ta chút. Ồ. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Đợi ta chút. Sư phụ, lần này có vào to rồi. Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì? Để con hôn Thủy Liên Hoa một cái, con có chịu không? Sư phụ, có lại cho con vậy hả? Thiệt không vậy? Gắt nữa khi Thủy Liên Hoa tới đây thì kêu con Nhân mời cô ấy ngồi chiếc ghế này. Sau đó con Nhân bận chạy đi rót trà, có lợi hại không? Tốt quá đi. Thông minh chứ gì. Sư phụ, vậy làm sao mà hôn? Ngồi xuống đi. Ôi. Toàn thân Thủy Liên Hoa ướt hết, sau đó thì sao? Thì cô ấy sẽ hét lên. Không đúng, không đúng. Cô ấy sẽ thay đồ. Quan nghênh lấy dùng. Nhưng mà không có chỗ, sao mà thay sư phụ? Cứ nhìn kìa. Phòng thay đồ. Cánh cửa này đóng lại sẽ tự động khóa. Đồng thời lỗ này sẽ có một tia nước phun ra. Dựa vào phản ứng tự nhiên của con người,
thủy liên hoa sẽ dùng ngón tay bịt lại, nhưng mà đồng thời rất nhanh lại có một tia nước khác phun ra từ lỗ này. Cô ấy lại dùng ngón tay bịt lại, nhưng mà thủy liên hoa tuyệt đối không ngờ thì ra lại có một tia nước khác từ cái lỗ to này phun lên mặt cô ấy. Không phải kỳ lạ vậy chứ sư phụ? Thủy liên hoa vô duyên vô cớ bị rơi vào tình cảnh như thế này, có thể nói là gọi trời không nghe, gọi đất không thấu, nhất định khiến cô ấy bị dọa đến mức hoang mang không biết phải làm thế nào để tự cứu mình. Ai cũng biết là cô ấy sẽ dùng lưỡi để bịt nó lại. Nếu đúng như vậy, con sẽ đứng ở căn phòng đối diện, phòng thay đồ, tới thời điểm thích hợp con lấy cái ống nước ra lè cái lưỡi con vô đó. Vậy là hôn được rồi sư phụ. Biết trước rồi mà. Khi mà ba cái chuông ở trên cứ reo không ngừng thì con cứ hôn đi. Hôn quấy có tác dụng gì vậy? Nè, con chơi ta phải hôn Quang Vinh. Hình sư phụ à, lỡ cô ấy cắn con á thì sao? Nếu như con hôn cô ấy thấy thoải mái thì sao cô ấy nỡ cắn con chứ? Trời, sao người tốt với con quá vậy sư phụ? Có tốt với con hay không hả? Tốt. Ê, Nhân Quân. À, sư phụ. Qua đây, qua đây. Mời cổ trong phòng này á, đừng có rời khỏi phòng. Sẽ có một tia nước lớn chảy ra từ cái lỗ này bắn vào mặt của con. Xin hãy lấy cái lưỡi heo này nhét vào cái lỗ đó. Cái hiểu chưa? Đã hiểu. Nói lại ta nghe coi. Lát nữa có tia nước lớn từ cái lỗ này bắn vô mặt thối của con, toàn là nước không, thì lúc đó con lấy cái lưỡi heo chết tiệt này á, nhét vào trong cái lỗ này nè, hiểu chưa? À, vậy thì nói từ đầu đi. Hạ tiện. Để sắp xếp thứ tự trước đã. Quang ở phòng kế bên hôn cái lưỡi heo mà Nhân cầm, ta thì ở trong này hôn lưỡi của Thủy Liên Hoa. Lỡ như mà cô ấy có truy cứu thì Quang sẽ thừa nhận là từng hôn qua Thủy Liên Hoa. Thủy Liên Hoa sẽ rất giận dữ, tát cho Quang mấy cái. Ta sẽ lên trước đó đá chẳng vài cái nữa, Thủy Liên Hoa lúc ấy sẽ thà vào lòng ta. Ta lập tức an ủi cô ấy, diện cớ chút sai cô ấy, sau đó ta sẽ ra. Trên thế gian này có thể với danh xưng dương giả mưu kế, ngoài ta ra còn ai nữa? Chỉ có ta thôi. Sao lại mang nhiều hành lý vậy? Dọn nhà sao? Không phải, mợ hai trở về rồi. Mợ hai? Đúng vậy, mợ cùng với một người bạn qua bên sảnh phụ rồi. Căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một cái ghế sao? À, cô là khách mà, cô ngồi đi. Quan nghênh lấy dùng. Quá, trời ơi. Thật sự xin lỗi nha, cô đi thay đồ đi. Đừng có vô nha. Chồng. Không phải nói nàng, ta nói người bị răng hô kìa. Cái căn phòng này thì ok, mình gắt Quỳnh trước đi. Nguy rồi. Cứu mạng. Cứu mạng. Nguy rồi. Cứu mạng. 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 Ai nguy rồi sư phụ? Nguy rồi, nguy rồi. Sư phụ ai nguy rồi? Anh gì vậy? Sư mẫu. A Quang. Không xảy ra án mạng, không sao đâu. Thủy cô nương ơi, tôi trả cái lưỡi lại cho cô nè. Tôi không cố ý xin đâu. Xin lỗi, ta đến trễ. Không phải chứ. Ma kìa.
Này, có chuyện gì vậy? Rất hỗn loạn, ta không sắp xếp được. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Nữ nhân à? Sao hả chồng? Rõ ràng tao chu cấp tiền cho nàng của Anh Quốc học pháp luật, sao nàng lại đột nhiên chạy về đây làm chi vậy? Ta muốn cho chàng sự bất ngờ thôi. À, rất bất ngờ đó. Dùng cơm thôi. Nói sao mới nhớ, khi nãy tại sao chàng lại bị nước đẩy ra khỏi phòng vậy hả? Ta còn nhìn thấy xung quanh căn phòng còn gắn cơ quan gì nữa. Xin hỏi chàng có thời gian không? Có thể phát biểu ý kiến cá nhân của chàng về chuyện này không? Ta có thời gian, nhưng mà không tiện, không tiện nói ra thôi. Sư mẫu, người trách làm sư phụ rồi. Thật ra là tại vì á, sư phụ nhận ra đệ tử có dục niệm của cầm thú, nên đã bố trí thiên la địa võng cho đệ tử có cơ hội được thưởng thức cô ấy thôi. Người đừng có hiểu làm sư phụ mà. Nhưng mà sư phụ à, còn về cái lưỡi heo này á, người có tiện giải thích một chút hay không vậy? Tiện thì tiện á, nhưng mà ta đang bận lắm. Vậy cũng tốt, dù chàng có thời gian nói, chúng tôi chưa chắc có thời gian nghe. Quang, con đã liếm cái lưỡi heo đó sao? Dạ có liếm. Đúng vậy, ta chỉ là mua về để con liếm á. Sư phụ à, lúc đầu người nói với con là liếm lưỡi của thủy cô nương mà. Thật sự người muốn liếm lưỡi thủy cô nương là ta, còn cái lưỡi heo đó là cho con liếm. Ta gài bẫy con, muốn giành trước con, trục lợi từ con sao hả? Ta đâu có sợ nói ra đâu. Thời tiết nóng nực, cuộc sống thì nhàm chán, nghĩ ra chút thú vui để điều tiết một chút được không? Vậy được rồi. Được thì được rồi. Tình khỉ này làm gì nhìn ta chằm chằm vậy? Với quan hệ giữa ta với con, ta nhất định chừa lãng cá cho con hôn mà. Con hỏi cô ấy đi. Cáo từ trước. Trần Mộng Cát, huynh đã là người đã có vợ rồi, sao còn hẹn ta tới đây dùng cơm chứ? Khiến cho ta hiểu lầm đó. Huynh có nghĩ tới cảm giác của ta không? Có tài hoa không phải là lớn nhất đâu. Nà anh Thủy cô nương, rất đơn giản. Cô ta thì yêu thầm huynh, huynh gài bẫy hắn, hắn muốn hôn cô ta, còn cô thì giận hắn ta. Ta còn muốn đập cô nữa kìa. Khoan đã, Tiểu Thảo, cho ta mượn dùng chút. Thủy cô nương, Thủy cô nương, Thủy cô nương, Thủy cô nương à, chờ chút. Thủy cô nương à, chờ chờ chút đã. Anh tối lắm, anh tôi tiễn cô đoạn. Không cần đâu, huynh cho ta mượn đèn lồng, lần sau ta sẽ trả lại cho huynh. Lần sau? Vậy là chúng ta còn có cơ hội gặp nhau rồi. Nếu như có thể không cần trả thì tốt nhất. Ta không có được người của huynh ấy, cũng không có được trái tim huynh ấy, nhưng có được đèn lồng của huynh ấy, coi như giữ làm kỷ niệm vậy. Thủy cô nương à, sao cô lại thích sư phụ ta tới như vậy? Người phụ nữ nào cũng mong tìm được một người đàn ông giỏi hơn bản thân mình và có thể bảo vệ được mình. Thủy cô nương à, nếu như có một người đàn ông không giỏi hơn cô bao nhiêu nhưng mà lại có thể bảo vệ cô, thì không biết anh cô có cần nhắc tới không vậy? Chim khôn lựa cây mà đậu. Nếu như ta không tìm được người đàn ông tốt, ta thà rằng bới tóc không lấy chồng. Quả nhiên là kiên trinh, chẳng phải là phụ nữ lăng loạn, hay lắm. Hoàng huynh, nam nhi chí tại tứ phương, chuyện tình cảm nam nữ huynh gác lại một bên trước. Huynh vẫn còn trẻ, nên ra ngoài xông pha một lần cho biết. Xông pha một lần, ta phải đi xông pha ở đâu đây à? Ông trời ơi! Thực sự thịnh hành sao? Đúng, đúng đó. Thật không vậy? Để ta xem nào. Anh Quốc bây giờ thịnh hành cử động vậy sao? Cử động sao? Vậy đây hả? Chàng có cử động qua sao? Ta có cử động là như vậy nè. À, look. À, tiếng Anh của nàng bây giờ rất lưu loát. Thật không uổng công lúc trước ta đưa nàng qua Anh Quốc để học đó. Cũng không uổng công ta thiên sơn dạng thủy mang phần quà này về tặng chàng. Chàng xem, chàng bận lên đẹp trai cỡ nào. Kẻ điếc cũng nghe thấy lời nói này của ta là thật lòng đó. Vậy mà ta cũng để chàng nhìn thấu được, chàng đúng là một con sâu trong bụng của ta. Nàng nói như vậy cũng rất là lãng mạn đó. À, khuya rồi, đi ngủ thôi. Cũng được. Nàng trước đi. À, chàng trước đi. Không, 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 nàng không, trước. Không, đừng khách sáo. Không, không phải khách sáo đâu, ta thật sự không dám. Đừng có vậy mà, coi như chàng cho ta chút sĩ diện. Không phải đâu ta. Thôi được, ta đành cung nghênh không bằng tuân lệnh vậy. Ta nghĩ rằng chồng ta không thích ta,
Hai ta đã thành thân được 7 năm, ta lại đi Anh Quốc 1 năm. Quỳnh ấy bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không nhìn ta. Thôi hết cách rồi, ta chỉ đành nói chuyện cũng không nhìn Quỳnh ấy. Nè, Quang à, thực sự anh ấy đưa ta qua Anh Quốc học luật. Ta đã học ngành khác đó. Người đã học cái gì? Fashion design. Sai cái gì vậy? Dệt may đó. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế gian này đúng là nhiều thay đổi. Ngay cả dệt may cũng phải ra nước ngoài học. Vậy nên con cũng phải ra ngoài xông pha một lần để nhìn thấy thế giới xung quanh. Hey, sư mẫu, đúng là một câu thức tỉnh người trong mộng. Nam nhi chí tại bốn phương, xa không được thì đi gần một chút. Hồng Kông chắc là không thể nào tránh khỏi. Hả? Con đi Hồng Kông sao? Dạ phải đó sư phụ. Hồng Kông là thuộc địa không phải người như con ở đâu, là người Tây ở không đó. Con mặc kệ, ai gây sự với con á, con cho nó một trận. Ờ, vậy thì được. Thầy mặc kệ con đi. Tiền con để chỗ thầy á, nếu mà tiện thì con không biết. Con nói gì? Tiền mà con... Câu trước câu đó. Không có. Kêu ta mặc kệ con sao? Tốt. Cực kỳ tốt. Là con nói đó nha. Sư phụ à, kê tử thầy thích ăn. Thêm cơm. Ờ, để tôi. Sư phụ à, cơm nè. Không ai biết ta đang giảm cân sao? Cơm lấy phần nữa thôi. Ờ, để tôi. Tiểu tử thối, tiểu tử vô tích sự. Phần nữa chứ vậy. À, trời, một nửa, nốt một nửa, phần nữa đó, ăn đi. Trong địa bàn của ta, ngươi làm vậy là không nể mặt ta rồi, có phải không? Sao nó mặc kệ con mà, thầy thua rồi đó, Trần Mộng Cát. Ê, gia hòa dạng sự hưng, sư phụ. Trong địa bàn của ta, lúc nào tới lượt con mở miệng hả? Trần Mộng Cát, ta đây bây giờ xin thầy có ánh đèn làm chứng, sau này không lo cho Hà Quang nữa, nếu như có nuốt lời sẽ chịu sự chế tài của pháp luật. Thầy thật sự không lo cho con nữa hả? Thật sự không lo cho con nữa chứ vậy? Quỷ ích kỷ. Không có tính người. Bị bất lực. Cái tình khốn nặng này. Cái tình khốn nặng này. Làm tiền hả? Gạt tiền của con. Hoàng Quỳnh, ra ngoài tránh thời gian trước đi. Tránh một thời gian. Nhân à, bảo trọng. Ta không bị bất lực. Ta không có mà. Ta không có mà. Chồng à, trời sao vậy? Nằm mơ thôi mà. Hoàng nói ta máu lạnh là ích kỷ, có phải là thật không? Ta rất cô độc. Tiếng Anh nói sao vậy? I love you. I love you. Thật sao? I love you. I love you. I love you. I love you. Khuya rồi, có chuyện gì vậy? Thủy cô nương, Trần Mộng Cát đúng là tên đầu rùa chết tiệt mà. Ta ở bao nhiêu năm với hắn, hắn còn đối xử với ta như vậy, huống chi là cô. Hết chuyện rồi phải không? Anh Thủy cô nương, Thủy cô nương. Thật ra tuổi tác của cô không còn nhỏ nữa. Ở đây tao có miếng ngọc bội, cô cầm lấy, sắp xếp hành trang. Chúng ta cùng nhau đi Hồng Kông ha. Cô không đi hả? Đường đến Hồng Kông xa xôi, Quỳnh để lại ngọc bội này để phòng thân. Lỡ gặp phải sơn tặc cũng có đồ cho người ta lấy, để không lấy mạng Quỳnh. Thời gian không còn sớm nữa, Quỳnh lên đường đi. Nhớ cẩn thận nha. Thank you.
đường Hà Lý Quạt ở Hồng Kông tìm đồ cổ. Thưa gia, người bán món đồ này bây giờ đâu? Cô là bộ không tục. Ngỏng liên quan tới tôi không biết nổ súng đâu. Buông tôi ra! Đi! Người Tây, ngươi là tên giết người. Đại thúc à, hắn đang chửi ta cái gì vậy? Đừng mà, cứu mạng, có phải đang chơi trò dương này vũ với ta hay không vậy? Mất giống luôn rồi. Bây giờ chúng tôi kể anh tội mua xác. Anh có thể tìm luật sư biện hộ cho anh. Anh có luật sư của anh không? Có. Trần Mộng Cát. Vụ án quản gia bị mưu sát, nghi phạm Hà Hoàng. Thí chủ chuẩn bị xong chưa? Tìm được rồi, tìm được sư phụ rồi. Được, đi. Thế đào giết hạ, khốn thảo bất sành, không quay đầu lại được đâu. Đừng có hối hận nha. Làm đi. Đừng gạo mà. Dưới nách ta có ghẻ, ngay cả làm phẫu thuật nhỏ này cũng không cho sao? Cho ta con đường sống đi có được không? Thí chủ à, có tiếp tục gạo nữa không? Gạo đi làm ơn. Quan ở Hồng Kông bị dính vô quan kiện. Hả? Ừ. Ý? Ừ. Vậy cái gì? Ai... chàng có đi cứu hắn không? Cứu sao đây? Chàng không cứu hắn sẽ chết thiệt đó. Nhân sanh tử cổ thùy vô tử. Nghĩ cách gì đi, chàng có nhiều kế lắm mà. Hết cách rồi. Giờ hắn dính quan kiện Hồng Kông là dùng pháp luật của đại bất liệt điên. Hết cách. Nè, chàng đưa ta tới Anh Quốc học luật. Hoặc là có thể, có khi ta cũng giúp ích được cho chàng một chút mà, đúng không? Nàng nói chuyện cũng đắn đo quá đó. Ở trước mặt chàng ta đâu có tài giỏi bao nhiêu. Vậy xem ra ta phải giúp nàng mới được. Sư phụ,
sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Đi ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Nhanh lên, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Đi ăn cơm. Đi ăn cơm. Ăn cơm ở đâu vậy sư huynh? À, mới tới hả? Phải. Chà, quá. Thời gian vui chơi. Đừng có bác nào tôi, vô vụ của tôi giỏi lắm á. Văn phòng đại diện của Lý Hồng Chương tại Hồng Kông. Vụ án của Hà Quang, chính phủ Trung Quốc và anh đã thỏa thuận quyết định xét xử tại tòa án Anh, xét xử nhanh và không kháng cáo. Ngoài ra, cho phép trạng sư Trần thay mặt bị cáo để bào chữa. Cái này tại Hà đã biết từ sớm rồi. Ngoài ra thì Lý Hồng Chương đại nhân nói, điều có thể giúp Hà Quang minh quang chính là anh hùng dân tộc, vinh hoa phú quý, chỉ đợi ngày đó thôi. Chúc mừng. Lỡ như vụ kiện này bị thua rồi, ta không cần bị phạt nhỉ? Đây là một sự sỉ nhục của đất nước. Nhẹ thì tịch thu tài sản, nặng thì giết cả gia tộc, cả nhà đều giết sạch hết. Như vậy rõ ràng đưa tôi lên bàn thờ rồi. Huynh không cần không phục, không đủ ghế ngồi thôi mà. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Tổ cắt ở đâu vậy? Số 9 đường Di Đô. Cái trò cắt tóc này không phải nhìn thấy người ta cắt thì nổi nóng giận chạy đi theo cắt đâu phù hợp mới được. Cô xem kiểu tóc của con hoàn toàn không hợp với khuôn mặt của con. Khuôn mặt đó thì lại không hợp với thân hình. Thân hình thì lại rất khác với kiểu tóc. Hơn nữa là cực kỳ không hợp luôn đó. Quang ca thật sự còn muốn sao đây hả? Sư phụ, con biết lỗi rồi. Con rất hối hận vì cắt cái đầu này. Con ngồi dậy trước đi. Con nói lại lần nữa toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đi. Dạ. Hôm đó con đi dạo một mình trên đường Di Đôn, thì tới số 9 có một người phụ nữ mập mập vẫy tay với con, còn nói là anh đẹp trai, cắt cái đầu có 5 hào, vậy là con theo cổ. Con mới nói đồ rẻ tiền đừng có ham, rẻ tiền chưa chắc là đồ xịn đâu, con biết chưa? Chúng ta tiết kiệm thời gian nói về vụ án đó đi được không? Hôm xảy ra vụ án, con đi về hội quán múa lân ở Hồng Kông. Lúc múa lân xong con đi về sau sân khấu, đột nhiên có người dùng bao bố trùm đầu con lại, đẩy con ra phía sau. Vậy là con giằng co với hắn, bất chợt trong lúc hoảng loạn có người ở đằng sau tụ quần con ra đó sư phụ. Vậy con có bị hắn? Có chứ. Có đau? Không đau. Có phê không? Không phê. Bị người ta cởi quần ra, thấy cái mông lòi ra rồi mát mát thôi à. Tiếp thì đó thì sao? Tiếp đó con liều mạng giằng co, con cởi được cái bao ra thì ở phía sau có người cầm súng chỉ vô con. Anh muốn làm gì? Đồ dê sòm. Anh muốn làm gì? Anh dụ dỗ vợ tôi. Đừng có giết tôi nha. Giận cướp gì đó. Đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi. Không liên quan tới tôi. Không liên quan tới tôi. Tôi đâu có biết nổ súng. Ôi trời ơi.
Vậy là được rồi. Nói cách khác, có người núp ở góc khác nổ súng bắn chết Hà Xuân, sau đó giá họa cho Hà Quang. Mẫu chú ở đây là con có cám dỗ vợ của Hà Xuân không? Sư phụ à, ngay cả vợ của Hà Xuân con còn chưa gặp qua, con làm sao mà bị cám dỗ được chứ sư phụ? Rõ ràng là Hà Xuân nói dối, nhưng mà tại sao hắn lại bị người ta giết chết? Được rồi, mẫu chốt là ở trên mông của con. Ê, hình tam giác đều bên này là gì vậy? Là vết bớt. Vết bớt. Qua Hà Quang, con nóng trong người lắm hả? Nổ rất nhiều mụn. Con chút thôi sư mẫu. Rớt đồ kìa. Là bài cẩu hả? Quang ca, anh chị có nghĩa là sao? Cái này gọi là thông tủ đó sư phụ. Nhà tù ở đây á, tù nhân mới phải giúp các ma tóc đỏ, ma Ấn Độ dân dân giống mấy cái đồ chơi bài bạc. Rớt một cái á, là nhét cái khác vô liền à. Sư phụ à, nếu không phiền thì nhét lại giùm con ha. Dù gì cũng phải nhét. Thầy có đem cái đùi gà cho con hay là để vô trong đó luôn nha. Khi nào thấy đói bụng thì con lấy ra ăn nha. Cũng được đó sư phụ. Nè. Dạ. Sao? Cảm ơn sư phụ. Đừng khách sáo. Với tình thầy trò của chúng ta còn nói những lời này làm gì? Ê, tiêu rồi. Thầy nhét luôn chiếc nhẫn vô trong rồi. Quang ca, có thể lấy chiếc nhẫn ra trả cho thầy không? Dạ được, dạ được, dạ được sư phụ. Đây là cái đùi gà mà. Chiếc nhẫn còn trong đó đó Quang ca. Không phải hả? Tại nhiều đồ quá đó. Sư phụ à, làm phiền người tự lục đi ha. Đường trưng bày hoa thượng hoàng. Đúng là đẹp thiệt ha. Cái tôi đây. Thằng cái này bao nhiêu? Quéo lửa, quéo lửa. Được rồi, cảm ơn nha. Anh giật túi xách của tôi. Giật đồ, giật đồ kìa. Trời. Bởi vì quy định của tòa án, mặc dù Trần Bông Cát không phải tự nguyện rửa tội, nhưng rất quan nghênh ảnh tin vào Thiên Chúa. Tại sao người phụ nữ lúc nãy chỉ ngâm mình sơ qua, còn đàn ông thì phải ngâm lâu vậy hả? Ý, tại sao đánh nhau vậy? Đến chảy máu mũi luôn rồi. Tôi đâu có đánh ông đâu. Không liên quan cậu ấy. Cậu quay kìa. Chè, gái Tây thôi mà tôi ghét nhất đó. Tôi thấy cũng được lắm mà. Thông tủ của ngươi đi, tự cất lại bài cẩu của mình đi. Còn nữa, cất luôn cái mạt chược của tôi và cả bộ bàn ghế mạt chược nữa. Cái gì? Cảm ơn Hùng đại ca. Không cần khách sáo. Cần mộng các dặn dò, tôi nhất định chăm sóc tốt cho cậu. Đánh hắn mạnh lên. Mở
chúng ta. Sư phụ tôi á lợi hại lắm đó. Nè, sư phụ tôi đó lợi hại lắm. Mời ứng cử viên Bồi Thẩm vào để được bầu chọn. Ông Trương Thí Sinh, cậu là người tàn phế, bổn tòa miễn cho cậu làm nghĩa vụ Bồi Thẩm viên. Phản đối. Cậu phản đối cái gì? Kỳ thị người bị thương tàn là hành vi vi phạm tinh thần pháp luật. Trương Thí Sinh này tuy rằng bị mù hai mắt nhưng vẫn luôn xử lý mọi việc bằng tấm lòng công chính nghiêm minh. Làm Bồi Thẩm viên là ý nguyện của tôi. Nếu như ông không cho tôi làm, tôi sẽ kiện ông. Được thôi, tôi cho cậu làm. Cảm ơn. Vừa có Bồi Thẩm đoàn, vừa có quan tòa, nhiều người vậy rốt cuộc ai làm chủ đi? Phải đó. Nàng đã trả lời ta rồi hả? Được đó. Công tố viên, các vị Bồi Thẩm viên, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ biểu lộ ra bộ mặt xấu xa nhất của con người trước mặt mọi người. Đây là một vụ cố ý giết người, nghe xong khiến người ta đáng sợ rùng mình, tán tận lương tâm. Bị cáo Hà Quang, ngoại tình với Nhan Như Ngọc, vợ của nạn nhân Hà Xuân. Anh không chỉ cưỡng hiếp vợ người ta, còn bày mưu tính kế muốn hoàn toàn chiếm hữu Nhan Như Ngọc. Vậy là định hẹn Hà Xuân ra để giết chết ảnh. Nhan Như Ngọc tới nay chưa rõ tung tích. Chúng ta có lý do tin rằng cô đã bị bị cáo giết hại. Chúng ta rất tin vào Chúa Toàn Năng, bởi vì Ngài chính là công lý. Ở đây là tòa án, nơi Ngài thể hiện công lý và giúp Hà Xuân minh oan. Là cao thủ đó. Bên bào chữa. Quan tòa đại nhân, xin cho phép tôi hỏi công tố viên vài câu. Câu hỏi gì? Câu hỏi rất là quan trọng. Câu hỏi đi. Công tố viên, nếu như cảm thấy bị cáo đẹp trai thì xin mời giơ tay lên. Cảm thấy bị cáo không đẹp trai thì cũng xin mời giơ tay lên. Cảm thấy khuôn mặt của bị cáo cực kỳ đáng ghét và xấu xí thì xin mời. Các vị, nhan sắc bị cáo cực kỳ xấu, lại không có tiền, mọi người đều thấy là xấu tới cỡ nào mà. Anh xin hỏi làm gì có khả năng đi cám dỗ vợ của tổng giám đốc một đại gia tộc Hồng Kông chứ? Đại nhân, phản đối. Đại nhân, tôi chỉ muốn chứng minh động cơ giết người mà bên tố tụng cáo buộc bị cáo thực sự là quá vô lý. Đại nhân, phép ẩn dụ của bên bào chữa rất vô lý và rất phi thực tế. Được rồi, thực tế một chút. Vậy cô nương đó, nếu bị cáo muốn cua cô có chấp nhận không? Dĩ nhiên không chấp nhận rồi. Nếu cậu ấy cho cô 1,000 đô một đêm nửa đêm chắc cũng được mà. Bị điên hả? 1,000 đô ít vậy mà muốn của tôi? Cái đồ chết tiệt. Nè thím à, bà trả lời thì trả lời đi, mắc gì chửi tôi là đồ chết tiệt? Bà là cái thá gì chứ? Tôi nói cho bà biết đó, tôi không bao giờ thích bà đâu. Chưa cặn lòng háo sắc để trỗi vậy. Cậu là tội phạm giết người đó. Tôi không bao giờ thích bà đâu. Cậu bị ngồi tù, câm miệng lại đi. Ngồi tới khi cậu chết mới thôi. Trời xấu xa quá trời. Bà chờ đi, tôi mà ra được á bà chết với tôi. Yên lặng nào. Nè đại nhân, bây giờ đã chứng minh không có động cơ giết người rồi. Hơn nữa, đại nhân, bị cáo có đẹp trai hay là xấu xí thì không có liên quan gì tới giết người. Hơn nữa, bên bào chữa đã. Anh phải đợi đã. Hơn nữa, bị anh cáo tôi nói hết đã. Cho dù cậu ấy muốn giết Hà Xuân cũng phải tìm một nơi xa một chút chứ, sao ở ngay chỗ mình làm việc mà đi giết người? Vậy thôi anh nhận định Hà Xuân làm sao chết? Tôi sao biết được. Mọi người thử suy nghĩ xem, có lẽ Hà Xuân thèm muốn cái mông to của bị cáo, cưỡng hiếp bất thành nên tự sát, nhân tiện giá quả luôn. Trần Mộng Cát, ở đây là tòa án của đế quốc Anh, không phải nhà môn thấp hèn của nước Trung Quốc các người. Tôi không biết cậu đang làm cái gì. Cậu không hề biết luật pháp, làm ơn cậu về học hành nhiều vào. Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình, cũng không được làm mất hết mặt của đồng bào Trung Quốc. Xin lỗi. Mở miệng khép miệng là đế quốc Anh. Cái tên này quên mất Hồng Kông chỉ là tạm thời cho mượn thôi. Phải trả lại đó anh bạn. Ở địa bàn của chúng ta mà dám nói móc ta. Vì Hà Quang đừng chống đối với ổng nữa. Thực sự là vậy mà. Xin lỗi. Mời nhân chứng vào. Lúc đó tôi đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng súng nên chạy ra sân sau xem có chuyện gì. Anh ra ngoài thấy cái gì?
Tôi nhìn thấy nạn nhân Hà Xuân trúng đạn, khắp người đều là máu, nằm ngay dưới đất. Hà Quang đã dùng súng chỉ vào ảnh và cười nhạo 3 tiếng ha ha ha, nói là Hà Xuân lần này ngươi chết rồi. Tiếp đó thì sao? Tôi rất sợ hãi và la lên. Sau đó Hà Quang phát điên và đuổi giết chúng tôi. Bà nói, nhân chứng anh đang nói gì vậy? Anh ở cục cảnh sát lấy lời khai không phải vậy đâu. Tôi thì muốn hỏi, tại sao anh lại sửa đổi lời khai? Phản đối vô hiệu, nhân chứng phải trả lời câu hỏi. Bởi vì tôi sợ Hà Quang báo thù nên lúc đó không nói ra chân tướng. Tôi không có gì để nói. Tên anh đó. Yêu cầu trình lên vật chứng số 1. Vật chứng, cây súng này chỉ bắn được một phát đạn. Anh nói nghe xong tiếng súng, sau đó anh còn đuổi giết anh nữa hả? Anh không phải dùng súng đuổi giết tôi. Dùng cái gì hả? Cây dao lưỡi liềm. Có không hả? Có thật sao? Hà Quang đuổi giết tôi, ảnh dùng quyết trích tử, ảnh liều mạng đuổi theo tôi. Tôi cực kỳ sợ hãi, ảnh liều mạng đuổi theo tôi. Cậu ấy dùng roi ba khúc đánh đầu tôi, đánh không ngừng, đánh bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, đánh không ngừng, không ngừng, không ngừng, không ngừng, không ngừng, không ngừng. Lúc đó ảnh dùng đao quy hương liễu nguyệt. Những vật chứng này trước đó tôi chưa từng thấy qua. Đây là phát hiện mới. Giết một người cần gì phải đem tới 10 loại vũ khí lớn như vậy? Càng chứng minh được Hà Quang đã có âm mưu từ sớm. Ngay cả người dân vô tội cũng muốn giết hại, không tiếc thương chết chung với họ. Cái đồ yêu tinh nước miếng ăn nói bậy bạ, mày ám hại tao, mày chết không được yên thân đâu, mày chết không được yên thân đâu. Đại nhân, tôi yêu cầu thêm tội đe dọa nhân viên tư pháp, coi thường tòa án, cố tình tổn hại tới thể xác tôi và dứt trác nơi công cộng, 4 tội danh. Trần Mộng Cát, tôn có quăng à, tôn có quăng, đừng có là bậy à, tôn có quăng à. Anh quăng giày của tôi vậy là có ý gì? Mau trả giày cho tôi đi. Tạm thời lấy cái này đỡ đi. Hả? Quả nhiên là cái dao lưỡi liềm đó. Đúng là quyết trích tử đó. Hả? Có yêu khí. Là gì vậy? Là phân của mèo. Huynh đối tên vậy luôn sao? Có khả năng làm manh mối rất quan trọng thì sao? Làm thế nào thấy được vậy Long Nhị Ca? Dựa vào Long Nhị Ca ba chữ này. Ở đây có rất nhiều manh mối quan trọng mà con đã dẫm vào tới đây. Chứ vậy kia có không? Rất nhiều đó. Mà đưa Long Nhị Ca đi, những manh mối này quan trọng. Gọi Long Nhị Ca đi. Long Nhị Ca. Tôi đã nghe được tiếng bước chân. Càng lúc càng xa. Tối rồi, Long Nhị Ca, xuống ca thôi. Tôi nè, đợi ta. Vừa có dao lưỡi liềm, vừa có quyết trích tử. Vụ này chắc chắn có âm mưu từ sớm rồi. Nè, hôm nay cái tên công tố viên đó kêu ngạo như vậy, hắn ta lại vậy? Người lợi hại. Một điều trùng hợp, hắn là sếp của Hà Xuân, tên là Hà Trung. Vậy Hà Trung có sếp không hả? Có, là ba của hắn, Hà Tây đó. Hà Tây, chủ tịch nghị viên hai cục hành chính lập pháp, có mối làm ăn rộng khắp Đông Nam Á. Hơn nữa Tây Hoàng có mấy con đường đều thuộc về ổng. Tây là Tây đó sư phụ. Nhắc tới chữ Tây này thì là có chút hưng phấn hả sư phụ? Không sai, bởi vì ta nhớ ra Hà Quang cũng có một chữ Tây. Cái gì? Hả? Chữ trên ngọc bội, nói không chừng bên trong có văn chương gì đó. Vụ này rất có khả năng liên quan tới thân thế cô nhi của Hà Quang, Lữ Nhẫn. Dạ chồng. Con người Hà Tây thế nào hả? Rất tin vào Chúa, con người ngay thẳng. Được, cô Nhân. Dạ. Nhanh chóng gửi thư này tới cho Hà Tây, bắt buộc ông phải tới tòa án để gặp Hà Quang. Sư phụ, sao thầy lại vẽ như bức tranh háo sắc vậy? Hưng phấn không? Long Nhị Ca, chuyện này nhờ hết vậy huynh. Mời nói. Những người nhân chứng vụ tội Hà Quang chắc chắn là bị người ta mua chuộc và đe dọa. Bây giờ ta sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, sau đó thì dùng 10 hình phạt lớn của thời Mãn Thanh ép họ nói ra chân tướng. Cách hay. Sao huynh lại nghĩ ra được cách này? Ta dùng não để nghĩ. Yên tâm đi, cứ giao cho ta. Ừ.
Không sao, không sao. Hãy giao cho ta. Yên tâm, cứ giao cho ta. Long nhị ca hình như không ổn cho lắm. Đại nhân, tôi muốn mời một nhân chứng mới. Nhân chứng nào mà ghê gớm vậy? Ba của anh. Phản đối, dám dùng lời dung tục chửi tôi. Cậu đừng có lúc nào cũng phản đối. Nghe người ta nói một lần có được hay không vậy? Mời Hà Tây bước vào. Ông thật sự là ba của anh đó. Vị này là sư phụ của tôi, Trần Mộng Cát. Tước sĩ, làm phiền rồi, xin mời. Xin hãy nói theo tôi. Tôi xin thề bằng sự chân thành của mình. Tước sĩ, ông quen biết bị cáo Hà Quang hả? Tôi không quen, nhưng nó rất giống với vợ bé của tôi, Như Hoa. Cái gì? Ông và vợ bé của ông có cốt nhục sao? Tôi có đứa con trai tên Niệm Tây, nhưng nó đã chết rồi. Cậu ấy làm sao chết? Cái này tôi không biết. Sao lại không biết chứ? Chúng tôi thất lạc nhau 20 năm rồi. Vậy tại sao ông lại nói là cậu ấy chết rồi? Hôm đó có người nhìn thấy thi thể của nó. Thất lạc 20 năm rồi, nhưng mà ông cũng biết đó là con trai của ông. Chúng tôi nhìn thấy cái mông của thi thể đó. Cái mông? Đúng rồi, bên phải của cái mông có vết bớt hình tam giác đều đó. Thi thể đó là của nó rồi. Tước sĩ à, chuyện đời không có tuyệt đối. Có khi có nhiều chuyện nói ra mà ông chưa chắc tin. Hà Quang, không cần tôi giải con mà hả? Còn không cởi quần ra. Dạ. Còn đứa trước đó là sao? Cái trước đó nhìn thấy cái mông không nhìn mặt mũi ra sao? Vết bớt đó có khả năng là vẽ lên thôi. Vẽ lên thôi hả? Cậu là Niệm Tây hả? Hôm nay hai người cốt nhục trùng phùng rồi, rất đáng chúc mừng đó. Niệm Tây. Niệm Tây. Niệm Tây. Niệm Tây. Đừng kích động quá, đừng kích động quá. Nè nè, người đâu? Mau tới chăm sóc cho tước sĩ. Mọi người thấy rồi đó, chính miệng tước sĩ Hà nhận bị cáo là con trai của mình. Vụ án này mà cứ như vậy thì rất có khả năng là một vụ án quan rất lớn, với âm mưu chiếm đoạt tài sản. Theo lý luận thì đứa con riêng bị hãm hại. Nhưng mà lúc nãy những lời mà nhân chứng vừa nói không hề tuyên thệ trước kinh thánh, cho nên không được tiếp nhận để làm bằng chứng trình lên tòa. Đã tuyên thệ quá rồi mà. Tuy tại cô mấy đã ấn vào kinh thánh, nhưng mà vẫn chưa nói lời tuyên thệ. Được, 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 làm lại. Đại nhân, mặc dù xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy, nhưng mà những lời nhân chứng nói trước khi chết coi như không nghe thấy. Anh bệnh hả? Rõ ràng có nói sao lại không nghe được chứ? Xin lỗi, pháp luật chính là pháp luật, không được thay đổi một chữ nào. Trần Mông Cát, tôi không thể giúp cậu. Đại nhân, ông giúp được mà phải không? Học hỏi thêm đi Trần Mông Cát. Ba của anh chết rồi mà anh không có phản ứng gì, đúng là phải học hỏi anh đó. Anh còn dám nói, tất cả đều tại anh. Ba tôi có bệnh tim đó. Nếu không phải anh bắt ông tới đây làm nhân chứng, ông đã không chết rồi, hung thủ giết người. Xin lỗi quan tòa đại nhân, ba tôi vừa mới qua đời, tôi không khống chế được cảm xúc của bản thân mình. Làm gì vậy? Trời ơi, anh giả khóc, anh chết chắc rồi, không có giọt nước mắt nào hết. Mọi người nhìn kỹ chút đi nè, khô ráo luôn. Còn nói không có vấn đề hả? Bắt quả tang anh rồi nghe. Nói đi, sao anh giả khóc chứ? Hả? Nói, sao anh giả khóc? Anh đi chết đi. Làm việc đôi bên, tôn trọng thân phận của mình có được hay không vậy? Có đã, mọi người nghe tôi kể một câu chuyện trước đã. Xưa kia, có một vị tước sĩ Hà Tây, đó là gia tộc nổi tiếng ở Hồng Kông, có một người con trai trưởng là Giết Hà Trung. Tước sĩ tuổi tác đã cao, con trai trưởng kế thừa gia sản là chuyện thường tình thôi. Ai ngờ lưng chừng thêm một người con trai riêng tên là Hà Quang.
Có người lo lắng không giữ được địa vị gia sản, sinh ra ý nghĩ xấu xa, thế là cử thuộc hạ Hà Xuân với ham muốn ám sát đứa con riêng. Không biết sao nha, ám sát thất bại, vì vậy lập tức tương kế tiểu kế giết chết Hà Xuân, rồi đem tội danh giá quả lên người đứa con riêng đáng thương đó. Wow, người đó không chỉ tàn nhẫn độc ác mà còn là kẻ coi trời bằng dung. Không biết mọi người có cách nghĩ gì với giả thiết này của tôi không? Cầm túi gì? Anh cười gì vậy? Tôi cười anh bịa ra câu chuyện này vừa vô lý còn ngu ngốc nữa. Chuyện vô lý ngu ngốc mà cũng khiến anh toát mồ hôi sau khi nghe xong. Cũng ngộ thiệt ha. Công tố viên, đêm đó anh đã ở đâu? Ở nhà. Ở nhà làm gì? Đọc sách. Đọc sách gì? Ngọc Bồ Đoàn. Đọc tới đâu? Đọc tới Phan Kim Liên cùng với Đường Tam Tạng phải không? Ở đúng với Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng là Tây Du Ký mà, anh chỉnh tôi. Ừ, giỏi nha. Và đó cuộc cùng với ai hả? Sao tôi phải trả lời anh chứ? Cũng phải, tôi cũng không biết tại sao anh trả lời tôi, mất mặt thiệt đó. Trần Mộng Cát anh đủ rồi. Làm mồ hôi trước đi. Mộng mắt lớn thiệt nha, gần đây ngủ không còn giấc hả? Hà Xuân đêm nào cũng tới hỏi thăm anh phải không? Đại nhân, nói chuyện xong trước đã, rốt cuộc đêm đó anh đã làm gì hả? Không phải là tôi nói rồi sao, tôi ở nhà đọc Ngọc Bồ Đoàn đó. Không phải nói cái đêm giết Hà Xuân là nói trước cái đêm giết Hà Xuân kìa. Trước cái đêm giết Hà Xuân đó tôi đã. Chết mày chưa? Đại nhân, tôi yêu cầu bản tuyên bố kết án. Cái kết đau đầu, mau nói luôn trước đêm đó đã làm gì trước đi. Cảnh sát, không phải cậu ấy là Trần Mộng Cát? Hả? Chuyện gì vậy? Bên bào chữa đã phát biểu quá nhiều quan điểm cá nhân, cũng đặc sắc lắm đó. Nhưng mà căn cứ theo trình tự pháp luật. Ê, có cần phải theo chính xác vậy không? Cậu như vậy là khinh thường tòa án luật thứ ba đó. Nên tôi không còn cách khác, chỉ có thể giữ cậu trong tù một ngày theo luật thôi. Lập tức chấp hành. Ê, đại nhân à, có phải nói đùa không? Đại nhân, nể mặt chút đi được không? Ông xã. Không phải là thật chứ? Ông xã. Qua tòa đại nhân, những điều chúng tôi nghe được khi nãy phải coi như chưa từng nghe qua hả? Do lời khai vừa rồi không đúng trình tự pháp luật, các vị bồi thẩm phải hoàn toàn như thể chưa từng nghe gì hết. Trần Mộng Cát sẽ được đại diện bởi Lữ Nhẫn ngày mai làm bản tuyên bố kết án. Kết thúc phiên tòa. Thủy cô nương, sao cô lại ở đây? Ta tới cứu huynh đó. Được được, tôi lập tức lấy đồ. Nghe, ta chỉ thử nhân cách của huynh thôi. Ta không nhìn lầm mà, huynh quả nhiên là người tham sống sợ chết, một người nhát gan như chuột. Ta vậy hả? Nếu huynh cứ vậy mà đi thì sẽ gánh nhiều chuyện này trên lưng mình cả đời. Ăn không ngon, ngồi không yên, không thấy được ánh sáng, cả đời là một con rùa không thể ngẩng cao đầu. Ta nhất định phải ở đây. Không uổng ta thương huynh. Điện thoại. Hà Quang, có người tới thăm. Thủy cô nương. Huynh cắt ở đâu vậy? Số 9 đường Di Đôn. Đừng có nói nữa. Ta không đi đâu. Ta không phải là kẻ tham sống sợ chết, nhát gan như chuột. Nếu tôi bỏ đi, ta sẽ phải gánh tội danh này cả đời. Ăn không ngon, ngủ không yên, cả đời không ngẩng đầu lên được. Ta không đi đâu. Ta tới là vốn định kêu huynh đừng bỏ cuộc. Dù kiện này không thể thua được, phải giữ danh hiệu của sư phụ huynh trong Mộng Cát. Bây giờ ta mới biết huynh mới là anh hùng hết sức gan dạ và thực sự trung thành. Ta tin rằng huynh trong sạch mà. Ta đợi huynh. Hay, nói hay lắm. Hay lắm. Cô đợi
À, mai 5 giờ chàng mới được thả ra. Vậy bản tuyên bố kết án phải làm sao? Họ không làm gì được đâu. Vì họ không ngờ rằng nàng cũng từng học qua luật. Ngày mai cứ để nàng làm bản tuyên bố kết án. Chồng à, tính mạng của Hà Quang giao cho nàng đó. Chàng đưa ta tới nước Anh học luật, có phải vì chàng cảm thấy chán ta trong 7 năm nay không? Đương nhiên không phải rồi. Trái đất lớn như vậy, ta phải để nàng ra ngoài mở rộng tầm nhìn. Suy cho cùng cũng là chuyện tốt mà, đúng không? Chồng à, thật ra ở nước Anh thiếp không có học luật. Vậy nàng ở nước Anh suốt một năm rốt cuộc làm gì? Thiếp học fashion design. Gì nhát gì hả? Hết giờ rồi. Fashion design là thiết kế thời trang đó. Thiết kế thời trang? Vậy phải làm sao đây ông xã? Fashion design. Mở phiên tòa. Bên tố tụng đọc bản tuyên bố kết án. Pháp luật không khác gì tình người, nhưng giết người nhất định phải đền mạng. Mọi người nghĩ coi, nếu người bị thương là người thân của mình thì mọi người sẽ làm sao? Giờ đây mọi bằng chứng thú nhận tại tòa án đều chứng tỏ Hà Quang chính là hung thủ thật sự giết chết Hà Xuân. Tôi yêu cầu các vị bồi thẩm đoàn tuyên án tội danh của bị cáo Hà Quang. Bên bào chữa. Năm xưa chồng tôi đưa tôi tới nước Anh học luật, nhưng tôi rất có lỗi với chàng ấy vì không thể học được mà đã học thiết kế thời trang. Tiểu nữ hiểu biết hạn hẹp nên có một chuyện nghĩ mãi chứ không hiểu. Rốt cuộc là trình tự pháp luật quan trọng hay mạng người quan trọng hơn? Quan tòa đại nhân, nếu ông không ngại khi tôi nói suy nghĩ của mình, tôi cho rằng ông thật sự đã học rất nhiều luật, nhưng cũng chẳng qua là học cho có. Chồng tôi và tôi giống nhau, trước giờ đều chưa học qua luật, nhưng chúng tôi đều dám mở mắt nhìn thiên hạ. Tôi hãnh diện về chồng của tôi. Tôi yêu chàng ấy. Các vị bồi thẩm đoàn, tôi tin rằng các vị không ngốc, các vị sẽ biết phán quyết ra sao. Còn nếu các vị thật sự ngốc thì tôi nói gì cũng vô dụng. Cảm ơn các vị. Chàng sớm được thả ra rồi hả? Phải. Vậy không phải nghe hết rồi chứ? Phải. Được không? Cả quá trình vừa kiên cường vừa yếu đuối, mưu trí dũng cảm, chồng cam lòng bái phục. Chàng dỗ ta thôi. Đương nhiên không phải rồi, nàng xem. Ngay cả người mù cũng bị nàng làm cảm động rơi nước mắt đó. Đại nhân, nếu không còn gì khác tôi yêu cầu hoãn phiên tòa, vì bệnh mắt của tôi lại tái phát. Chạy mũ rồi. Bồi thẩm đoàn đã có kết quả gì không? Có kết quả rồi. Kết quả nhất trí hay chưa? Kết quả nhất trí. Bồi thẩm đoàn nhất trí quyết định bị cáo Hà Quang tội danh mưu sát thành lập. Theo luật lệ, bị tuyên án treo cổ. Bãi tòa. Kết thúc phiên tòa. Chờ chút. Qua đây mà, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi. Cái đùi gà này á, mời anh đó. Thank you.
giết hạ quan này thì còn hàng ngàn hạ quan khác. Anh đứng nếu không đợi đã. Đại nhân, xin hỏi hạ quan bị phán hình phạt là gì? Theo luật lệ bị tuyên án treo cổ. Vậy được rồi, nhân. Dạ. Thả hạ quan xuống. Anh lại muốn làm gì? Cậu ấy bị tuyên án treo cổ chứ không phải là treo cổ tử hình. Đầu cậu ấy treo lên rồi còn không thả người thì đợi khi nào? Anh dám chơi chữ hả? Đại nhân, pháp luật chính là pháp luật, một chữ một dấu cũng không được thay đổi. Lần này tôi không giúp được cho ông rồi. Đại nhân. Nào ông nghĩ cho kỹ mới nói nha. Nếu không đế quốc anh không chỉ mất hết thể diện mà còn kiểu mưu sát đó. Tôi nghĩ phải mở cuộc họp trước đã. Được, làm việc đi. Các người toàn là kẻ khùng thôi. Ê, ê, tới lúc mình ra tay rồi. Nghị quyết cuối cùng của tòa án là hình phạt đã được chấp hành, Hà Quang được trả tự do. Hà Trung, bây giờ phải bắt giữ anh kiện anh có ý đồ mưu sát. Quan ca liên muội xảo bối tâm càng đột nhiên ở ngay trước mặt ta thờ dốc gấp rút. Một năm sau, đợi chút nữa, đợi chút nữa, ta xong rồi, ta chuẩn bị xong rồi đó. Được chưa vậy? Như vậy được chứ? Cả đời người chỉ chụp một lần ảnh cưới thôi, tất nhiên phải trao chuốt tỉ mỉ rồi, đúng không chồng? Nói tới trao chuốt tỉ mỉ, nàng nhìn ta là biết rồi. Phải phải phải. Trao chuốt tỉ mỉ thêm chút đi. Được thôi, được thôi. Sư phụ, quan ca tới rồi. Sư phụ. Sư mẫu. Hà Quang. Quan ca. Các ca. Thủy cô nương đâu? Con đưa nàng ấy qua Anh Quốc học rồi. Học gì vậy? Ồ, học mấy thứ văn học Anh Quốc có. Ờ, vậy tức là Shakespeare hả? Phải phải, sư phụ đúng là học rộng hiểu cao, cả Shakespeare cũng biết nữa. Cô ấy thích học cái đó cái hả? Tốt mà, Shakespeare của nước Anh tốt lắm đó. Quan ca. Sư phụ. Ta thấy kiểu tóc hôm nay của con rất hợp với khuôn mặt của con, cả đời nhìn đẹp trai hẳn ra, ta cũng thấy an ủi đó. Sư phụ, hôm nay thấy thầy kết hôn lần nữa, lại còn đẹp trai như vậy, con cảm thấy rất an ủi. Nói vậy là con an ủi hơn rồi. Không, thầy thấy an ủi hơn. Con an ủi hơn. Thầy an ủi hơn mà. Ngày mới mặt chú đừng giành với con, đừng giành với con, thầy an ủi hơn. Nào, nhìn ống kính đi. Mọi người tập trung tinh thần, nhìn vào đây. Số 9 đường Di Đôn. Hả, tiểu tư thối này quá ra đẹp trai vậy. Đẹp trai giỏi lắm sao? Không ngại nói cho anh biết, đẹp trai đúng là giỏi lắm. Vậy thì sao? Này à, sư phụ à. Cho mấy cái tên này. Ê, không đúng. Làm trò gì vậy hả? Lộn xộn quá đi. Tôi không phối hợp được. Tôi cứu anh. Cô làm gì vậy? Làm trò gì vậy hả? Lộn xộn quá, tôi không phối hợp được. Làm gì vậy? Nhiễu nước rồi kìa. Nhiễu nước. Sư phụ, lúc đầu người nói với con là liếm lưỡi của thủy cô nương chứ đâu phải là liếm cái lưỡi heo này đâu. Thật ra người muốn liếm lưỡi thủy cô nương là ta, còn lưỡi heo là con nếm đó. Còn không dừng lại. Hà Quang, con liếm qua lưỡi heo đó chưa? Có liếm đó. Hà Quang, con liếm qua lưỡi heo đó chưa? Con liếm đó. Sư phụ à, lúc đầu người nói với con là liếm cái lưỡi heo chứ không phải là liếm lưỡi của thủy cô nương.
Được thì được rồi. Qua, làm gì nhìn chằm chằm tới giờ? Đơn giản, cổ yêu thầm ảnh, ảnh thì trêu chọc ảnh, ảnh thì muốn hôn cổ, cô thì giận ảnh. Còn nữa, tao muốn đánh cô nữa. Thật sao? Ảnh thì trêu chọc ảnh, cô thì giận ảnh. Thiếu chút nữa, tôi còn muốn đánh cô nữa. Ảnh thì trêu chọc ảnh, cô thì giận ảnh. Tôi còn muốn đánh cô. Con để dành tiền lương ở chỗ thầy, nếu có tiện thì... Tôi nói gì? Không, con không có. Lúc trước con lúc... không có. Xem ra ta phải giúp con rồi. Hôm đó con đi dạo một mình trên đường Di Đôn, đi tới số 9, có một người phụ nữ mập vẫy tay với con. Cô nói là con đẹp trai, vậy là con đi theo cổ luôn. Cho nên mới nói đồ rẻ tiền đừng có ham, rẻ tiền chưa chắc là đồ xịn đâu. Con không biết mà, thật sự không biết gì hết mà. Không biết cả. Hình tam giác đều bên này là gì ạ? Là vết bớt. Vết bớt. Con nóng trong người lắm hả? Xem kìa, nổi rất nhiều mụn đó. Có một chút thôi. Wow, rớt đồ xuống kìa. Là bài cẩu đó. Nè, trả lại cho anh 1000. Vậy cũng được rồi ha. Bắt đầu. Xong con bổng bộ đi tận đi tại ngàn chi. Ngô cấp cho hay chứ hoa chứ. Đông chỉnh quay đi phản hình hồ phát đi. Ngồi chân sướng si ya chứ ya chứ. Đi phó đích ngàn cô gần đi thông đi. Kinh chất mô chất đi quang đi. Hồng dấu hoàng trang, sắc hơi chiêu điểm. Xâm trang nhì hơi nhiễm, bổ liên. Xâm con bổ vui, mộng trinh điểm. Thàn chân siêu thai đề hoa đền. Đàn yên hòn dê lưới, trì quang bắt hơi nhiễm. Trang lũng mỹ đích quan nhiễm.